Trong nhiều thế kỷ, con người đã khám phá những ngọn núi, rừng rậm và sa mạc trên trái đất. Nhưng dù bao phủ hơn 70% bề mặt trái đất, đại dương vẫn là một bí ẩn tương đối. Trên thực tế, chúng ta biết nhiều hơn về bề mặt sao hỏa hơn là về đáy biển, chỉ hơn 20% đáy đại dương đã được lập bản đồ. Có được bức tranh đầy đủ hơn sẽ cho phép chúng tôi điều hướng tàu an toàn hơn, tạo ra các mô hình khí hậu chính xác hơn, đặt các viễn thông, xây dựng các trang trại gió ngoài khơi và bảo vệ các loài sinh vật biển, tất cả là một phần của cái được gọi là nền kinh tế xanh. Dự kiến trị giá 3 đô la nghìn tỷ vào năm 2030. Các phương tiện robot dưới nước được trang bị cảm biến đang giúp thu thập dữ liệu đó nhanh hơn và rẻ hơn bao giờ hết. Nhưng nhiều phương tiện trong số này dựa vào pin có tuổi thọ hạn chế và cần phải quay trở lại thuyền hoặc bờ để sạc lại, khiến chúng khó lập bản đồ các vùng biển xa hơn. Mô đun nguồn có thể được cài đặt trên các robot thu thập dữ liệu hiện có hoặc thiết bị nổi riêng của SeaTrack. Thiết bị này lặn xuống 1 km để kiểm tra hóa học và hình dạng của đáy biển. Sử dụng sóng siêu âm để tạo bản đồ khu vực xung quanh. Robot quay trở lại bề mặt để gửi lại những phát hiện của nó qua vệ tinh. Khi phao di chuyển giữa các phần lạnh hơn và ấm hơn của đại dương, vật chất bên trong mô đun nóng chảy hoặc đông đặc gây ra áp suất, từ đó tạo ra năng lượng nhiệt và cung cấp năng lượng cho máy phát điện của robot. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!